Vị trước tình hạn trạng hạn hán xâm nhập mặn ngày càng khốc liệt ở các nước vùng hạ du sông Mê Kông, Mới đây thì phía Trung Quốc đã tuyên bố xả đập thủy điện trên sông Mê Công để hỗ trợ các nước, trong đó thì có vùng đồng bằng sông Cửu Long của nước ta đang bị hạn mặn gay gắt. Tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ, nước xả từ đập này sẽ không tới được đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Tuấn, năm 2016, Trung Quốc từng xả đập với lưu lượng 2.100 m3 trên dây nhưng nước còn không tới được đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, lần này lưu lượng nước xả chỉ ở mức 850 m khối trên dây, sẽ phải mất 3 tuần nước mới tới được đồng bằng sông Cửu Long. Chưa nói tới việc các nước thượng nguồn khác như Thái Lan, Lào cũng lấy nước. Hiện đã gần hết mùa khô, Trung Quốc mới xả đập. Nếu nước tới được đồng bằng sông Cửu Long, thì lúc đó lúa đang thiếu nước ở đây cũng đã chết hết. Vì vậy, việc có nước ở đồng bằng sông Cửu Long từ việc xả này là không thể. Thưa quý vị, từ đầu tháng 2 đến nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hầu như là không có mưa. Do ảnh hưởng của chiều cường, xâm nhập mặn đã tăng cao và xâm nhập sâu vào các cửa sông ở đồng bằng sông Cửu Long. Cũng liên quan đến tình hình hạn mặn, huyện Trợ Lách tỉnh Bến Tre nơi được mệnh danh là xứ sở cây lành trái ngọt cũng đang bị ảnh hưởng nặng bởi tình hình xâm nhập mặn. So với nhiều năm, đặc biệt là năm 2016, đợt hạn mặn lịch sử lần này còn diễn ra gay gắt hơn, độ mặn cao hơn và xâm nhập sâu vào nội đồng là xã tuyến đầu của huyện Trợ Lách, Phú Phụng nằm bên hai con sông lớn đó là Cổ Chiên và Hàm Luông. Trước đây thì địa phương này có nước ngọt quanh năm nhưng hiện tại điều này thì đã không còn đúng nữa. Nước mặn đã xâm nhập khiến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình trạng này thì chính quyền địa phương và người dân đã có những phương án ứng phó. Trên nhánh sông Hàm Luông, địa phận xã Phú Phụng, độ mặn cao nhất được ghi nhận mới đây là gần 2 phần nghìn. Hơn 700 hecta diện tích trồng cây ăn trái của xã, chủ yếu là chôm chôm bị đe dọa. Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của hạn mặn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai xã Phú Phụng đã phân công các thành viên tổ chức đo độ mặn tại các điểm đo trên sông Hàm Luông và Cổ Chiên. Kịp thời thông tin tới người dân thông qua hệ thống truyền thanh của xã và tổ thông tin các ấp. Ngoài ra, địa phương còn tổ chức điểm đo độ mặn miễn phí cho bà con tại Ủy ban Nhân dân xã chỗ hội nông dân xã cũng đã cử một à, cán bộ để mà đi đo độ mặn thường xuyên là mỗi một ngày là đo hai lần theo con nước thì con nước lớn nước cao điểm thì đo rồi sau đó là sẽ gửi cho đài truyền thanh xã sẽ thông báo thì song song đó thì cũng đã có lo lưu động năm tên năm mấp để đi tiên tiền vận động báo bà con là à, những cái hàng mặn đây là lần đầu tiên xã phú phụng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn để ứng phó, người dân đã áp dụng hai giải pháp gồm trữ nước trong mương vườn và tưới tiết kiệm. Nói chung ở Phú Phụng là chưa có mặn lần nào. Đợt này thì nó quá bất ngờ rồi người dân đây giờ ứng phó với cái mặn thì tạm thời là đóng cống và trữ nước ngọt trong mương. Ngoài ra, nhiều hồ còn bàn nhau làm nắp cống trong và ngoài các đập cống lớn để chủ động trong việc dự trữ nước ngọt trong mương vườn. Đồng thời luôn thận trọng trong việc tưới tiêu, để cây trồng không bị nhiễm mặn. Bà con sáng để lo cái đập cống cho nó nó hoàn thành. Đặng mà mình vét mương đồ lên. Đằng sau này á nếu mà mà có mặn nhiều nữa thì mình đã chấm mặn thì mình vét mương đồ lên để nắp bọng trong đồ lợi để mình tưới vườn cho nó lâu dài. Hiện xã Phú Phùng đang tập trung huy động mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện tốt việc ngăn mặn chữ ngọt phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt của người dân hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn gây ra